Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, kế hoạch của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 được sự giúp đỡ của Sở Tài chính và Liên đoàn Lao động tỉnh. Hôm nay, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên tổ chức vòng loại ngày thứ 2 dành cho bảng chuyên nghiệp Liên hoan tiếng hát dân Đảng Quang Vinh. Đây là một trong những hoạt động của Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Ngay từ đầu giờ sáng, các thí sinh đã có mặt từ rất sớm tại Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên để làm thủ tục dự thi bảng chuyên nghiệp Liên hoan tiếng hát dân Đảng Quang Vinh do Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên tổ chức. Từ 7 giờ 30 phút, ban tổ chức bắt đầu phát kinh phí hỗ trợ cho mỗi thí sinh là 300.000 đồng và số báo danh dự thi. Nhiều thí sinh tuổi đời còn rất trẻ, hiện đang học tập tại các trường nghệ thuật chuyên nghiệp như Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội, Học viện Âm nhạc Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Thái Bình, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Vĩnh Phúc, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên đăng ký dự thi với tâm lý tự tin và đã có sự chuẩn bị bài hát, nhạc đệm khá chu đáo. Tôi là một người con của đất Hưng Yên, năm nay tôi 19 tuổi. Hiện tại thì tôi đang là sinh viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, khoa Thanh nhạc. Với sau một hôm một lần về nhà và mở kênh Hưng Yên thì tôi có xem được một cái đoạn phóng sự về chương trình, và bản thân mình là một người học sinh học thanh nhạc thì cũng rất là muốn tham gia một cuộc thi như thế này, mà nó mang rất nhiều tính chất là cọ sát và để cho tôi được học hỏi. Nhờ có trang website của trường thì đã giới thiệu cho tất cả mọi người đến tham gia các cuộc thi ở các tỉnh khác, thì cũng như là tham gia các cuộc thi ở tỉnh Hưng Yên ấy. Và tôi thấy thì cuộc thi này tôi muốn là có thể cọ sát trước mình đứng trước sân khấu như thế nào và biết được là khả năng của mình đến đâu. Và sau khi tìm hiểu ở trên mạng internet và cũng có tờ rơi dán ở trường thì tôi đã biết đến cuộc thi này, quyết định tham gia. Qua cuộc thi này thì tôi muốn được thử sức mình, tại vì mình theo học trường chuyên nghiệp nên mình muốn sử dụng tất cả những kiến thức, những kỹ năng mà thầy cô dạy để có thể phục vụ và cống hiến cho khán thính giả. Tôi tên là Nông Thị Trang, tôi đến từ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, tỉnh Thái Nguyên. Tôi biết đến chương trình này là có công văn từ tỉnh Hưng Yên gửi về trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Tôi đã đăng ký dự thi và tiết mục của tôi là Cánh chim báo tin vui. Tôi đến đây với tinh thần giao lưu học hỏi và mong tiếp thu được nhiều về kinh nghiệm biểu diễn sân khấu để con đường nghệ thuật của mình ngày càng thành công hơn. Ngay trong buổi sáng đã có hơn 30 thí sinh làm thủ tục dự thi và 28 thí sinh đã hoàn thành phần biểu diễn của mình. Buổi chiều có 15 thí sinh dự thi. Các thí sinh đều là những người hoạt động nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp nên khâu chọn bài, phối khí nhạc, phần thể hiện tác phẩm đa số đều rất tốt. Nhiều giọng ca với kỹ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp, chọn bài khoe được giọng, thể hiện được chiều sâu tác phẩm đã tạo được ấn tượng tốt cho khán giả. Yêu ca hát và quan tâm tới cuộc thi Liên hoan tiếng hát dân Đảng Quang Vinh do Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên tổ chức, hai vợ chồng Bắc Sơn ở Văn Giang, cách thành phố Hưng Yên khoảng 40 km, đã thu xếp công việc gia đình đến cổ vũ Liên hoan tiếng hát trong cả hai ngày diễn ra vòng loại. Nghe tin Đài truyền hình tỉnh Hưng Yên tổ chức tiếng hát truyền hình năm 2015, hai vợ chồng tôi tổ chức hai ngày đi sớm xếp sắp công việc và nghe thì cái chất lượng với âm nhạc đến thời điểm hiện tại là chất lượng tổ chức rất cao, cái giọng hát của Hưng Yên nói riêng và các ca sĩ ở cái khu vực Đài truyền hình của Hưng Yên tổ chức là tôi thấy là thành công rất tốt đẹp và xuất sắc. Nhân dân Hưng Yên mong muốn là Đài truyền hình cứ 5 năm một lần là tổ chức vui ca múa hát để tổ chức nhân dân được thưởng thức. Tham dự liên hoan, nhiều thí sinh đã có những cảm nhận về con người và thành phố Hưng Yên, cảm nhận cuộc liên hoan với nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên mình đến Hưng Yên và tôi thấy Hưng Yên là thành phố rất đẹp, có món bún thang rất ngon. Quê hương Hưng Yên thì rất đẹp, rộng và có nhiều thứ để khám phá. Về quê hương Hưng Yên của mình, tôi cảm nhận được một cảm giác rất là đầm ấm, hạnh phúc. Người dân thì rất là hiền lành, cuộc sống nó không quá là náo nhiệt. Con người ở Hưng Yên rất chi là thân thiện và nhiệt tình, đón tiếp rất chi là chu đáo. Và tôi mong muốn là
con tôi sẽ lọt được vào chung kết để tôi lại tiếp tục đưa cháu đến và để được gặp tất cả các anh, các chị, các cô, các bác cùng ban tổ chức của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Đánh giá chất lượng các thí sinh tham dự bảng chuyên nghiệp Liên hoan tiếng hát dân đảng Quang Vinh, nghệ sĩ ưu tú Đức Chính, trưởng ban giám khảo cho biết. Về chất lượng chuyên môn, mọi mặt thì chúng tôi đánh giá là nó được nâng lên một cấp mới. Những bài hát thì phong cách cũng được mở rộng hơn, phong phú hơn. Từ những cái bài hát mang tính chất ca khúc cách mạng đến những cái bài hát mang phong cách dân gian đương đại hay là có cả một số yếu tố của nhạc nhẹ thì đó đã làm cho cái ngày biểu diễn rất là phong phú. Về cái diện tham gia thì chúng ta đã có một cái kết quả mà ngoài sự mong đợi, là với sự tham gia của rất nhiều tỉnh, rất nhiều vùng, rất nhiều trường, thì tôi thấy rằng đánh giá là cái sức lan tỏa nó rất là mạnh. Và chúng tôi có cảm giác rằng là với hai cái ngày biểu diễn vừa rồi, chúng ta đã đạt một cái thành tích tổng thể rất là tốt đẹp. Thực chất là đã động viên được cái phong trào văn hóa, văn nghệ, kể cả khu vực không chuyên và khu vực chuyên nghiệp của tỉnh nhà chúng ta, và được cái sự hưởng ứng của nhiều tỉnh bạn, của nhiều các cái trường. Tôi nghĩ rằng đây lại là một cái bó hoa nữa thắm tươi hơn để chào mừng Đại hội Đảng sắp tới của chúng ta. Ban tổ chức, ban giám khảo sẽ chọn ra những thí sinh xuất sắc tiếp tục tham dự vòng chung kết diễn ra ngày 18 tháng 10. Đồng thời, các tiết mục khá sẽ được phát sóng liên tục trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên và được đăng tải trên trang web hungyentv.vn và trên YouTube. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.